Em thì cái số của em thì sao á? Theo tình thì tình chạy, mình chạy tình mình theo anh. Để xem cặp đôi thứ hai họ sẽ có một ước mơ về đám cưới như thế nào. Hạ màn xuống. Rồi, xin mời chàng trai. Mời chàng trai của cặp đôi thứ hai bước lên sân khấu. Bạn, xin mời. Bao nhiêu lần tặng hoa cho người đẹp rồi? Dạ, cũng một số lần ạ. Một số lần? Dạ. Lần này tặng hơi nhiều hay lần nào cũng tặng nhiều thế này? Lần trước thì ít hơn, lần này em muốn đông đầy hơn chút. Đông đầy hơn? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Long Cường. Long Cường. Long Cường? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 33. 33, làm dạ. Nghề gì bạn? À, em làm trưởng phòng tránh nhân sự công ty. Trưởng phòng hành chính nhân sự, dạ. Quản lý rất là nhiều nhân sự đúng không? À, công ty em thì không có lớn lắm cho nên là cũng khoảng chừng 100 người ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. À, mời bạn. À, bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Minh Thùy, năm nay em 31 tuổi. Thùy, 31 tuổi. À, Thùy hiện nay đang công tác ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên thống kê, công ty của em là công ty ở Gò Vấp. Mình có bạn trai rồi nhiều không? Tại sao mình không kiếm được người đàn ông cho mình? Chắc bạn trai ít đó chị. Tại vì em nói chung là cũng kỹ tính chị. Cho nên là việc mà lừa bạn trai chắc cũng khó, mà chắc cũng chưa có duyên. Mình có nghĩ là mình đã đến tuổi lấy chồng rồi chưa? Chắc là đến rồi chị. Chị nghĩ là đến rồi. Dạ. Băm băm là mình phải nguy hiểm đến rồi đó. 31 cũng đến rồi đó. Đến bạn lắm ước rồi mơ đó. Một đám cưới thế nào hả bạn Thùy? Dạ, em thì muốn một cái đám cưới của em là kêu theo kiểu phong cách truyền thống anh. À, tổ chức tại quê nhà, có ba mẹ, có hai bên họ hàng. Rồi, anh chàng Long Cường hả? Dạ. Rồi bạn nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ diễn ra bao lâu nữa? Bắt đầu từ ngày hôm nay. Thật sự là đến giờ phút này em cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Cho nên là nếu mà được thì chắc có lẽ là em cũng nhắm nhắm là em cưới liền luôn. Làm luôn hả? Làm luôn anh. Dạ. À, vậy bạn có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là sao không? Cười mà sẽ lấy làm vợ? Dạ em, cái mẫu hình lý tưởng của em là thứ nhất là người đó phải thứ nhất là phải hiền, phải duyên dáng một chút. Nói chung là cái trên hết là cái sự chung thủy và sống biết chia sẻ. Nói chung là có sự chân tình với nhau mới có thể đi đến cuối cuộc đời được. Thế còn Thùy, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? À, em cũng mong muốn người bạn trai của em là người con mẫu người phải chuẩn man một tí, nhưng mà nói chung là phải ít nói. Bạn trai nó không nên nổ nhiều mà cũng không khoe khoang. Em ghét cái tính nổ lắm. Và bạn trai nó phải cao hơn em. Nói chung người phải tương đối là mập mập một tí. Em cũng không thích gầy lắm đâu. Tại sao? Tại người gầy khó nuôi lắm chị. Lấy gì? Người ta nuôi mình chứ mình nuôi người ta làm chi? Nhưng mà về chăm sóc cực lắm chị. Phải không? Dạ. À, vậy bạn đã từng có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình thì chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà bạn trai để đi chơi thì đi chơi thôi. Nhưng mà chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình, 31 tuổi mà chưa có mối dạ. tình nào hết. Dạ chưa. Vậy đã từng hẹn hò lần nào chưa? Hẹn hò chỉ là bạn trai để chơi thôi chị. Có nắm tay chưa? Dạ chưa. Của bạn dạ. trai để chơi là sao bạn? Dạ. Giải thích cụ thể là sao? Là để đi chơi giống như đi cà phê 2-3 lần vậy anh. Dạ. 31 tuổi chưa nắm tay, vậy là chưa hôn luôn. Dạ chưa. Rồi còn Long Cường, có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em cũng có một vài mối tình anh ạ. Vài mối tình, lý do tại sao chia tay? Em thì cái số của em là sao á? Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình tình theo anh. À vậy dạ. Hôm nay có theo tình không hay là chạy tình? Bây giờ em thấy em theo luôn á. Được rồi, theo luôn. Bây giờ hỏi thiệt bạn nè, 31 năm mà không có mối tình nào bạn cảm thấy như thế nào? Em nói thật lòng. Đôi lúc ấy thì những ngày lỡ như là Noel hoặc là ngày tình nhân ấy, thì em cảm thấy cũng hơi buồn. Buồn, buồn là đi tìm cái gì ăn. Ồ vậy bạn rồi, cũng lạc quan. Đây muốn vợ lắm bạn rồi rất nha. Là lạc quan và vô tư. Bên đây ta muốn vợ lắm rồi. Dạ. À chào bạn. Dạ. Bên đây muốn vợ lắm rồi. Chưa hôn lần nào. À, chưa lần nào luôn. Chưa được nắm tay lần nào. Rất là xinh dễ thương thế này, thật sự mình không tin á. Dạ. Hay là bạn khó quá bạn? Chắc là do em khó tính quá anh. Khó tính quá đúng dạ. không? Thôi mình mở lòng mình ra chút xíu ha. Dạ. Bên đây cũng đẹp trai lắm nha. Đẹp trai phòng nhân sự là cũng dữ lắm à. Ha. Dạ. Hôm nay thì đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ bạn không? Em đến với các chị đồng nghiệp của em. À làm dạ. chung á hả? Dạ. Đâu mấy bạn đồng nghiệp đâu? Mấy chị ngồi hàng người đầu tiên. À chào các chị. À, mấy chị làm chung công ty với Thùy hả?
có ai chưa lập gia đình giống như là Thùy không? À có hai người hả? Thì tại sao mọi người không đôn đốc nhau rồi mai mối cho nhau mà để cho tới ba mấy tuổi mà chưa lập gia đình? Ế giờ này đang gọi là ế. Đang còn ế thì bởi vậy tại sao mình không đi tìm? Chị đang tìm đây ạ. Đây đến muốn hẹn hò là tìm đấy ạ. Vậy mấy chị đã đăng ký chương trình này chưa? Theo bạn Thùy rồi có chắc là sẽ đăng ký. Bạn Thùy sẽ mở hàng nha. Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ thấy bạn trai bên kia làm sao nè? Theo em thì được, ok. Còn được bạn Thùy thì tùy bạn Thùy ạ. Bây giờ nhiều khi ế quá rồi, không được cũng phải được nữa. Phải chụp lấy cơ hội chứ. Không, đâu thể thế được ạ. Vậy là bên kia là được thiệt đúng không? Dạ, thấy được ạ. Đó, bạn yên tâm chưa? Dạ. Rồi, điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ là nóng tính. Nóng tính? Dạ. Rồi gì nữa? Thì nóng tính, cọc cằn là hung dữ đó. Hung dữ dạ, dạ. Rồi, biết người kia có không nha. Đây, người này nè. Dạ, chào chị. Chào bạn. Dạ. Người này có tính đó hết luôn á? Cũng... Dạ. Cũng lịch thiệp, bảnh bao. Sao ế? Không biết nữ duyên nợ sao chị ơi. Hay là mình bị có điều gì không ổn? Ổn. Ổn không? Ổn. Chưa có cơ mở màn lên nè. Bạn nghĩ là cái đối tượng bên đây là hợp với bạn được bao nhiêu phần trăm? Cảm nhận. Em nghĩ là thứ nhất là bạn ấy cũng ở gần nhà em. Dạ, cho nên là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa thì bạn cũng rất là chân thành. Cho nên là em nghĩ chắc là hợp với em. Bao nhiêu phần trăm? 90. 90%? Chưa thấy mặt mà 90%? Bây giờ cứ mình cảm nhận sao. Cái này cũng ế quá là quơ đại luôn nè. Trời ơi, thôi mở màn lên đi. Hai người này. Rồi, kéo màn lên. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Chào em, lần đầu tiên gặp em. Dạ. Dạ. Anh đồng học quá, anh quên. Anh đến chương trình này tặng em. Cảm ơn. Rung không, rung không? Dạ cũng hồi hộp một chút ạ. Ủa anh là người ở Sài Gòn anh? Không, anh ở Bình Định. Anh ở Bình Định à? Anh ở trong đây với ai anh? Anh ở với em của anh. Thực sự hôm nay anh cảm thấy rất là vui đến với chương trình. Thì anh cũng hy vọng rằng là sau chương trình này mình sẽ hẹn hò với nhau. Dù không biết thì tương lai như thế nào nhưng mà anh cũng rất muốn là hẹn hò với em. Nếu vậy thì bạn tỏ tình đi. Hát một bài nào đó tỏ tình liền. Hát một bài không ạ? Ừ, cái bài gì đó. Và gặp bạn hôm nay thì mình cũng hát một bài. Mà nếu mà hát mà nó lỡ nó quên thì mấy bạn phụ nha chứ mà không. Đứng có... hát biểu diễn từ đây coi chứ không phải dưới coi. Ở dạ. Đây nè, đứng lên. Em ngồi mát, không lắm. Không, đứng lên. Hát đây nghe nè nha, biểu diễn ở đây coi, không có nhìn phía dưới nha. Rồi, bắt đầu. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp tình. Những phút tần tiên bên em lòng hết ngày, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say xưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Đừng đơ vậy. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Đúng rồi, chứ còn yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, lớn tới yêu em nhất trên đời. Tiến tới. Và chỉ mình em thôi trong trái tim này. Với cái phần biểu diễn vừa rồi thì bạn cảm nhận thế nào về em thấy là cũng hợp á, thấy ảnh tỏ bày trước mọi người mà thấy ảnh ga lăng em xúc động quá. Cảm ơn rất là nhiều. Hoa đẹp quá. Nút bấm. Tôi thật sự cũng rất là ngưỡng mộ các bạn. Nếu như bây giờ tôi cũng có một chàng trai trước đám đông, trước truyền thông thế này, ôm một lẵng hoa đẹp quỳ xuống mà hát tỏ tình với tôi sẽ nhào vô tôi ôm tôi hút người đó liền. Cho nên tôi mong muốn rằng một hồi mà nếu bạn nhấn nút xong đó, bạn chưa được hôn lần nào, bạn nhào vô bằng ôm mà hút bẩn cho người ta sợ chơi. Không phải chị, tại vì em trong tình yêu em rất là nhát cho nên là không có dám mình dàn trước mọi người như thế này đâu chị. Cái đó chắc đỡ sâu á chị. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2
vì cơ hội đến mình là một lần thôi nên mình nhanh tay chị. Nhanh tay thì còn, chậm tay vẫn còn luôn. Rồi nè, tôi nói là Long Cường nghe nè. Dạ. Bạn gái chưa bao giờ hung đó, giờ mình hung cái má đi. Em hung hả? Ừ. Em chịu không em? Hung đi. Kỳ quá à. Kệ nó đi. Thôi đừng được. Hẹn dễ được rồi. Bây giờ nắm tay nhau một cái, tay cũng chưa nắm tay lần nào luôn. Sao, cảm nhận thế nào? Dạ, em thấy bàn tay của bạn ấy cũng rất là ấm. Có truyền điện chưa? Dạ, cũng có chút rồi. Bạn gái cảm giác thế nào? Chắc cũng chút rồi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được gây những điểm chung. Dạ. Và chúng ta sẽ tiến đến cái hạnh phúc của hai bạn, hạnh phúc lứa đôi.